Xin chào, thì trong buổi ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn là cách đẩy một cái trang tĩnh, một trang frontend HTML CSS lên trang lên GitHub, nhưng mà ở đây không, nó không phải là GitHub để lưu trữ code mà là GitHub page, có nghĩa là chúng ta sẽ có một đường link và chúng ta có thể truy cập, chúng ta xem trực tiếp cái trang này ở ở trên GitHub được mà không cần sử dụng đến hosting server. Rồi, ok, thì ban đầu là mình vẫn phải tạo ra một cái repo. Rồi, ví dụ như chúng ta sẽ lấy luôn tên của cái trang này đi. Ví dụ như tên trang là Phương Loan đúng không? Thì mình sẽ sử dụng luôn Phương Loan. Chúng ta để chế độ là public nhé. Rồi, sau đó mình sẽ create. Sau khi mình create xong thì mình sẽ thực hiện việc là mình sẽ đẩy code lên cái repo này. Rồi, bây giờ mình đẩy code lên thì mình sẽ làm theo các bước như sau. Thứ nhất, đó là ở đây thì tôi đã có cái folder là danh sách các cái file, cả folder rồi code. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái thư mục này và mình sẽ chọn là new terminal as folder. Các bạn dùng Windows thì các bạn sẽ làm tương tự nhé. Rồi bởi vì trước đây thì tôi cũng có một cái video là chia sẻ về cách đẩy code lên GitHub rồi, các bạn hãy tham khảo video đó. Rồi ok, thì ban đầu là mình vẫn đưa cái này vào này. Thứ nhất, dòng thứ hai, chúng ta cứ làm theo hướng dẫn thôi. Rồi, tiếp. Rồi, chỗ này là nhập mật khẩu mác của tôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ load lại cái đường link này. Chúng ta sẽ thấy là nó chỉ có cái readme thôi. Bây giờ mình đẩy tất cả code lên. Chúng ta sử dụng git add cách chấm nữa. Git commit trừ m. Giúp mình để là đẩy code. Đó. Rồi, sau đó mình sẽ git push. Ok. tại vì code này nó hơi nặng nên nó hơi lâu một chút. Nó sau khi mà tôi đẩy lên được như thế này rồi thì tôi sẽ thực hiện cái việc đó là tôi sẽ đưa ra một cái GitHub page. Thì tôi sẽ ở tại cái repo này, tôi chọn là setting này. Rồi. Tại đây thì tôi sẽ có một cái phần nữa thì tôi sẽ kéo dưới nhé. Đây, GitHub page này, ở đây nó có phần source thì tôi sẽ chọn là main. Tôi chọn là root. Rồi, tôi xếp lại. Rồi, sau khi mà xong, chúng ta sẽ vào cái đường link này. Ok, tôi sẽ kiểm tra lại một chút. Rồi. Đây. Thì ở tại tại cái đường link này thì tôi xem được cái toàn bộ cái website mà chúng ta mong muốn. Ví dụ tôi vào một trang khác nhé. Đây, ví dụ tôi vào contact này. Đây tôi sẽ gạch chéo contact cho HTML. Đó.
Đấy thì đấy là toàn bộ về cái video là chia sẻ về cách đẩy một cái trang tĩnh lên GitHub page. Ví dụ như các bạn có thể là code xong rồi các bạn đẩy lên đây thì mình sẽ làm cái link demo bổ sung vào trong cái CV của mình. Ok, cảm ơn các bạn.